Nằm trong chuỗi các hoạt động sự kiện của tuần du lịch Ninh Bình với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An, nhà hát chèo Ninh Bình đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ nhân dân và du khách. Nhà hát chèo đã tổ chức 4 điểm biểu diễn trên dòng sông Ngô Đồng thuộc khu du lịch Tam Cốc. Mỗi chương trình biểu diễn từ 9 giờ đến 16 giờ. Trong đó chủ yếu là những bài hát chèo, hát sầm, ca ngợi cảnh đẹp Tam Cốc Bích Động, Tràng An, quê hương Ninh Bình đổi mới. Các nghệ sĩ nhà hát chèo đã mang đến một không gian âm nhạc dân gian độc đáo, qua đó thu hút sự theo dõi của rất nhiều du khách. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá sâu rộng nghệ thuật truyền thống tới du khách, đồng thời bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, từng bước hình thành các điểm du lịch văn hóa gắn với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian tại một số di tích danh thắng của tỉnh.